là mình, Mân Anh đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ vlog lại một ngày đến trường của mình. Bởi vì hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm học rồi, buồn quá đi. Ngoài ra thì mình cũng sẽ dẫn các bạn đi tham quan trường của mình nha. Đầu tiên thì đây chính là cái dãy hành lang của lớp mình nè các bạn. Thì lớp mình là A13 cho nên nằm chính giữa giữa chứ không phải nằm nghiêng về một phía nào cả. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào lớp của mình. Mỗi lớp trong trường mình thì trung bình có khoảng 35 bạn, cho nên cái phần diện tích còn lại mà không để bàn ghế thì vô cùng rộng luôn. Ngoài ra thì lớp mình còn có cả tivi để các bạn thuyết trên này nọ nữa. Và phải nói là mình rất là mê cái view của lớp mình luôn. Bởi vì nhìn ra một dòng sông rất là thơ mộng, và mỗi buổi sáng nhìn xe chạy vậy là mình đã cảm thấy vô cùng thư thả rồi. Hôm nay phải nói là một ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa với mình luôn, bởi vì đây chính là ngày cuối cùng mà mình học bên cơ sở 2 và năm sau thì mình đã về cơ sở 1 rồi, hu hu. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem các em lớp 6 cũng như là các bạn lớp 7 múa K-pop nha. Tụi mình đang ở tiết 3-4 và tụi mình đang học toán hình. Tuy nhiên thì do cuối năm đây là buổi cuối cùng rồi nên thầy cho tụi mình chơi. Đây là đứa bạn 3 chấm, còn bên đây là đứa bạn 4 chấm. Tên, bây giờ đã là 10:45 rồi nè. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn xuống dùng bữa trưa cùng mình. Thì đây chính là cái sảnh chính mà tụi mình dùng bữa trưa. Ghế xanh chính là các bạn mà đem cơm theo cũng như là ăn trong căng tin. Còn ghế đỏ chính là những bạn ăn cơm bán trú như là mình nè các bạn. Thì trong trưa hôm nay mình ăn lagu với lại gà cùng với lại bánh mì và một cái bánh, mình cũng không biết gọi nó là gì, hình như là choco pn ấy. Nhưng mà trường mình rất là hay cho ăn cái loại bánh này luôn. Ok, thì sau khi mà mình dùng bữa trưa xong cũng như là short một số đoạn video cho các bạn có thể hiểu hơn về trường mình, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên ngủ nha các bạn. Thì phòng ngủ của mình nằm ngay ở tầng 1, vô cùng gần luôn, đi một chút là tới. Tuy nhiên thì phòng học của mình nằm tới tận tầng 3 lượn leo lên, đuối luôn đó các bạn. Thì đây chính là phòng ngủ của mình nè. Và ngoài đây thì còn có một cái lan can cực kỳ rộng luôn. Thì cái phần này nhìn xuống cái nhà thi đấu, tức là cái chỗ tụi mình học thể dục đó. Thì hiện tại rất có nhiều bạn đang chơi bóng bàn nè, cũng như là ăn trưa này nọ. Đây chính là một vườn cỏ bông lau nằm ngay phía bên hông nhà thi đấu. Thì đây chính là mùa cỏ bông lau này các bạn, nở rất là đẹp luôn, nhìn phải nói là siêu mê. Đó, các bạn có thể thấy được, mình nhìn là mình kiểu muốn xỉu tại chỗ luôn á. Ok, thì đến chiều là một cái buổi mà cả lớp mình đều rất là buồn khi phải chia tay lớp học thân thuộc mà tụi mình đã đồng hành suốt 2 năm qua, cũng như là cơ sở 2 cũng vậy đó, nơi đã lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm. Thôi thì chúng ta cũng phải chịu thôi. Bây giờ thì tạm biệt các bạn cũng như là tạm biệt ngôi trường thân yêu của mình nha. Bye bye. Mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning.